thưa quý vị cuộc sống vợ chồng là hạnh phúc cả đời nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ đầy cay đắng trái ngang giữa hai vợ chồng và giờ đây tôi kính mời quý vị các bạn lắng nghe chi tiết tình cảnh xót xa cay đắng của cặp đôi vợ chồng này xin kính mời lắng nghe. Không phải cứ yêu thương đủ chân thành là sẽ nhận được đền đáp xứng đáng, cũng giống như việc tình yêu của anh dành cho vợ mình vậy. Một người đàn ông như anh, thật sự yêu thương vợ mình, đã có biết bao nhiêu người phụ nữ thầm mong mình có được vị trí như chị. Chỉ vì anh quá cưng chiều chị thế nhưng khi con người ta có được những thứ đó thì lại không biết trân trọng chúng chị với anh quen nhau từ khi cả hai còn đang là sinh viên đại học tình yêu của thời sinh viên cái thời mà vẫn còn cùng nhau san sẻ từng bát cơm từng miếng bánh mì hay gói mì tôm ấy khiến người ta gần nhau đến mức đấy thân thiết như một gia đình rồi yêu thương nhau và ở bên nhau sau này suốt những ba năm làm người yêu Chứ khi nào anh khiến chị phải phiền lòng Phải bận tâm lấy một lần Chỉ vì anh lúc nào cũng khoe chị là người yêu của mình Anh học giỏi Chăm chỉ Và yêu thương chị Chị xinh đẹp Hồi ấy cả hai là thần tượng là mẫu hình Và cặp đôi nhất nhỉ trong cái trường đó Cứ thế rồi ra trường Ổn định công việc anh chị về chung một nhà bằng một đám cưới nhỏ dưới lời chúc phúc của bố mẹ gia đình hai bên bạn bè đồng nghiệp và cả bà con làng xóm anh chị sống trọ trên thành phố hồi ấy chị với anh đều đi làm mọi thứ diễn ra hạnh phúc với cặp vợ chồng son chẳng phải còn gì mơ mộng hơn một gia đình như thế đâu thế rồi chị có bầu chị ốm nghén nên không đi làm được anh bận công việc thường xuyên phải đi làm cả giữa đêm nhưng chưa khi nào anh thấy mình khiến chị tủi thân hay phải buồn vì anh không lo lắng cho chị cả anh lúc nào cũng cố gắng vì chị vì bản thân nhiều hơn để lo cho tương lai của gia đình nhỏ ấy nên anh làm việc cật lực lắm rồi anh cũng được thăng chức có thăng tiến và có cơ hội phát triển hơn Thế nhưng khi anh được phân công làm trưởng phòng Thì anh lại phải đi làm xa nhà Xa nơi trọ của vợ chồng Cả 30 cây số Cũng vì sống quen ở đó Tiền thuê cũng khá rẻ Tiết kiệm được chút nào Hay chút ấy Nên anh cố gắng đi làm xa Vợ anh ở nhà Nên anh nghĩ thế cũng không quá vất vả Giờ chuyển đi cũng mệt Vậy là Chị cũng xin cho anh một cậu con trai kháu khỉnh chị đã khiến anh sống ngập tràn trong hạnh phúc và cảm thấy cuộc đời này chứ đang nở hoa với mình cứ thế từ ngày chị sinh anh ngày nào cũng tranh thủ về với chị dù chỉ là nửa tiếng với chị để ăn cùng chị bát cơm rửa hộ vợ vài cái bát nhưng anh vẫn cố gắng về vì sợ vợ mình tủi thân bố mẹ hai bên đều ở dưới quê ông bà còn việc đồng áng nên chẳng lên chăm chị được thấy thế anh tự hiểu mình phải biết thương vợ mình nhiều hơn hôm đó anh phải họp nên không về trưa với vợ được nào ngờ họp xong thì xếp cho nhân viên về sớm báo vợ không về ăn cơm trưa rồi nhưng cuối cùng lại về kịp giờ anh háo hức lắm vì muốn tặng cho vợ bất ngờ thậm chí anh còn mua cả hoa thế mà vừa đến nhà anh đã thấy một đôi giày lạ mở cửa vào anh chết điếng khi thấy vợ mình đang ôm một người đàn ông lạ mặt trong bếp anh đánh rơi bó hoa xuống đất vợ anh nhìn thấy thế vội vã chạy ra anh chỉ cần nhìn thế là quá đủ để anh hiểu anh run lên căm phẫn giận dữ vợ anh quỳ xuống xin anh tha thứ trong khi người đàn ông kia đã lẻn đi từ lâu còn anh anh như người mất hồn thậm chí anh không biết bản thân mình đang làm gì anh đã cố gắng vì vợ vì con đến thế để rồi đổi lại là hình ảnh của người phụ nữ anh yêu thương nhất lại phản bội lại anh một cách đau đớn đến như thế sao giờ thì anh nên làm gì đây tha thứ hay là ly hôn anh cần một lời khuyên cho tâm trạng đang rối bời của mình vâng một câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ lại Cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời khuyên cho câu chuyện này Và cũng như dành cho anh ta Tiếp theo kính mong quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai Mừng húng được về ngoài ở cữ Hết một tháng quay về nhà chồng Tôi điếng người khi mở cửa phòng Lúc ấy sắp đến ngày dự sinh Tôi ngỏ ý với mẹ chồng Muốn được về ngoại ở cữ khoảng một tháng Mẹ chồng lập tức Đồng ý khiến tôi mừng lắm Bình thường bà có phần khắt khe Luôn quan niệm Con dâu về nhà chồng Thì là người của nhà chồng Không ngờ trong chuyện này Bà lại tâm lý và chiều ý con dâu đến như vậy Tôi xin thưởng mẹ khỏe con khỏe Sau ba ngày ở bệnh viện Hai mẹ con tôi về thẳng nhà ngoại Cách nhà chồng 50 km Trong thời gian ở bên ngoại trong tối tuần nào cũng sang Mẹ chồng sang một lần Tôi cũng không đòi hỏi nhiều Một tháng ở cữ ngoại được mẹ để chăm sóc cẩn thận Con ăn ngủ tốt Sức khỏe của tôi thì phục hồi gần như hoàn toàn Mẹ tôi bảo thôi Về bên nội cho ông bà đỡ nhớ cháu Cho chồng tôi được gần con Vậy là tròn một tháng ở bên ngoài Tôi và con được chồng sang đón về Về nhà Tôi bế thẳng con vào phòng ngủ trong đột ngột gọi vợ lại lúng túng muốn nói lại thôi, sau đó anh thở dài bảo tôi cứ vào phòng sẽ biết. Vừa mở cửa phòng ngủ của hai vợ chồng ra, tôi không khỏi sợ ngây người, tưởng mình đi nhầm phòng. Đồ đạc của chúng tôi không thấy đâu, thay vào đó là những món đồ dùng hoàn toàn xa lạ. Trong phòng bừa bộn, quần áo và vật dụng lộn xộn vương vãi khắp nơi. Tôi hốt hoảng hỏi chồng anh ngập ngừng kể lại mọi chuyện Chồng tôi bảo Chị chồng đã nộp đơn ly hôn ra tòa Nên đưa hai con về nhà mẹ đẻ Nhà chồng vốn không rộng Chỉ có ba phòng ngủ Trước đó một phòng ngủ Nhỏ được chồng tôi dùng làm phòng làm việc Bây giờ chị chồng dẫn hai con về Vợ chồng tôi chuyển sang phòng ngủ nhỏ đó Nhưng căn phòng rộng hơn này Cho ba mẹ con chị ấy Lúc ấy tôi mới rõ mẹ chồng đã dự định đón con gái về Nên khi tôi xin ở cưới nhà ngoại Bà không ngần ngại đồng ý ngay Tôi không thoải mái Nhưng nhà này của bố mẹ chồng Sắp xếp ra sao là quyền của họ Tôi bảo với chồng Mình sẽ đưa con về lại nhà ngoại Anh tranh thủ thời gian tìm nhà trọ bên ngoài Nhà thì chật đông người phức tạp Hơn nữa Phòng ngủ kia quá nhỏ Nhà tôi làm sao ở được mẹ chồng về biết ý tưởng của tôi thì bà gạt ngay đi bà bảo chồng tôi là con trai một không thể xa ở riêng còn tôi đã ở cưới nhà ngoại một tháng giờ phải ở nhà chồng chị còn bận đi làm một mình nuôi hai đứa con vất vả lắm các con không thương chị à con ở cưới nhà ngoại thế là đủ rồi giờ về đây rảnh rỗi thì phụ thêm chị chăm cháu nghe mẹ chồng nói mà tôi nghẹn ứ không đám được lời nào nhìn sang chồng Anh bảo tôi cố chịu đựng một thời gian Rồi sẽ nghĩ cách giải quyết Tạm thời chưa thể ra ở riêng được Nhưng liệu trong nhà ồn ào Thêm hai đứa trẻ nghịch ngợm Có ảnh hưởng đến em bé và việc nghỉ ngơi của tôi không? Tôi vừa sinh được một tháng Chăm con rồi còn phụ chăm cháu nữa Thì có quá sức Tôi phải nói sao với mẹ chồng Để bà hiểu là tôi khó bề giúp họ Vâng một câu chuyện thứ hai mà người phụ nữ đã chia sẻ lại cảnh mình về làn dâu ở nhà chồng như thế này cũng mong rằng quý vị và các bạn đưa ra những lời bình luận và chia sẻ thưa quý vị trong thời gian gần đây tôi luôn cập nhật và săn tìm những câu chuyện hay nhất có thể để kịp thời đọc gửi tới quý vị trong và ngoài nước những câu chuyện của tôi được mọi người đón nhận trên ba kênh rất là nhiều tôi vô cùng biết ơn và tôi cố gắng săn tìm đọc ngày càng hay hơn nữa để mong quý vị và các bạn đưa ra những lời nhận xét chia sẻ cũng như đóng góp ý kiến và tôi đến đây thì xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị các bạn những video tiếp theo xin chào tạm biệt